top 5 xu hướng TVC đang thịnh hành nhất hiện nay. Đầu tiên, TVC có nội dung cảm xúc. Các quảng cáo tập trung vào việc kể câu chuyện đầy cảm xúc để kết nối mạnh mẽ với khán giả. 2. Tập trung vào trải nghiệm người dùng. Quảng cáo đặc biệt chú trọng đến cách sản phẩm hoặc dịch vụ cải thiện cuộc sống của người dùng. 3. Sử dụng kỹ thuật số và hiệu ứng đặc biệt. Các quảng cáo sử dụng công nghệ hiện đại để tạo ra hiệu ứng đặc biệt và thú vị hơn. Thứ tư, quảng cáo nội dung có tương tác và đa phương tiện. Xu hướng sử dụng các phương tiện khác nhau như video, âm thanh và hình ảnh để tăng cường tương tác và nhận thức thương hiệu. 5. Bảo vệ môi trường và giá trị xã hội. Các chiến dịch quảng cáo ngày càng nhấn mạnh về việc bảo vệ môi trường, đóng góp vào cộng đồng và các giá trị xã hội. Trên đây chính là top 5 xu hướng TVC đang thịnh hành nhất hiện nay. Nếu bạn còn có thêm ý tưởng gì khác, hãy comment ngay cho mình biết nhé. Và sau đây là